Dạ em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây cảnh trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống ở Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em trở lại với chỗ địa điểm bán cây kiểng của Thúy Hằng ở Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tiếp tục chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô cúc thọ hương ha cô chú, cây lớn với lại một số cái dảo đa phúc, dảo thơm, cây bốc nhớp liền cốt của chú anh chị nha. Dạ bây giờ em xin mời cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu mà hôm nay của Thúy Hằng luôn ạ. Rồi chị xin chào em Thúy Hằng ơi. Dạ em xin mến chào cô chú anh chị đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ha. Hôm nay quay trở lại kênh thì em lên một số giống mai, có cây nhỏ, có cây lớn, có luôn ha cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị xem hết clip ủng hộ em. Số điện thoại của em là 0939099607, đó cũng là số Zalo của em luôn ha. Rồi em vô cây mã số đầu clip hôm nay là cây mã số 1 ha cô chú anh chị. Mã số 1 là cây giả Phú Tăng. Em ghép gốc nhớt ha, cây này em ghép được hơn 2 mùa rồi ha cô chú anh chị. Cây tàn tròn, nụ thì vô búp nụ hết rồi ha cô chú ơi. Dạ liền cốt luôn rồi cô chú anh chị. Cây này mình chơi tết xong mình trồng đất rất là êm luôn ha. Rồi, chia tay phân cành rất là đều nha cô chú. Hoành là 9. Rồi hoành được 9. Cao 65. Tán ngang 58. Rồi mã số 1 cây giảo Phú Tăng này 650.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Dạ 650, cây này nụ nút dữ lắm luôn nha cô chú. Rồi 650. Rồi tiếp theo cây mã số 2. Mã số 2 là cây giảo Đa Phúc ha cô chú anh chị. Quá trời cái tàn luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cây này cái mâm cũng tàn, mâm tàn lớn nha. Nụ nút thì cô chú anh chị mình yên tâm nha. Hàng giảo mai truyền thống lên là nút nụ rất là dày đặc nha cô chú. Ghép hai bo cũng hơi liền mà cắt nha, như một cây ghim luôn rồi nha. Dạ chị cũng không sớm nè. Hoành 12. Rồi 12 hoành. Hoành 12 rưỡi tới 12. Chiều cao 90. Tán ngang 85. Rồi cây mã số 2 cây giảo Đa Phúc này em xin báo giá là 950.000 ha. Dạ 900. Em bao ship toàn quốc cho cô chú luôn nè. Dạ hàng giờ mùa liền cốt rồi cô chú anh chị mình rất là dễ tàn tròn luôn ha cô chú ơi. Cái nhỏ tàn trậu. Rồi mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo mã số 3 là cây giảo giảo Đa Phúc luôn ha, giảo thơm ha cô chú anh chị. Rồi một cây mai giảo thơm nha cô chú, cây thì ghép với phôi mai vàng. Cây này em ghép 3-4 mùa đó cô chú anh chị, bo ghép khoảng cả 9 luôn ha. Rồi 3 bo thôi nhưng mà kéo mà cắt rất là mạnh luôn ha. Hoành 23. Cao 89. Tán ngang 95. Rồi cây giảo thơm này em xin báo giá là 1.200.000. Ôi em xin lỗi 1.300.000. Em bao ship toàn quốc luôn ha. Dạ nút nụ là kẹo luôn rồi cô chú anh chị, 1.300.000. Một cây mai giảo thơm. Mã số 3. Rồi mã số 4 là cây giảo thơm luôn ha cô chú anh chị. Mã số 4. Cây này cũng vô phơm tàn thông nha cô chú. Cây này em ghép gốc nhớt ha, 3 mùa ha cô chú. Rồi. Trời cái tàn. Nó liền cốt rồi không thấy mắc ghép luôn á cô chú anh chị. Mình trồng không đất thôi mau nở cũ luôn nha. Hoành 12. Rồi 12 hoành. Cao 105. Tán ngang 87. Rồi cây mã số 4 cây giáo thơm này 1.200.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Dạ 1.200.000 nha quý cô chú. Rồi nút nụ là tự trung thân luôn nha. Quá trời luôn. Rồi mình đổi cây luôn ha. Là cây giáo nhung ha cô chú anh chị. Dạ mã số 5. Ghép gốc nhớt luôn cô chú anh chị, 3 mùa ha. Dạ, nụ quá trời nụ luôn. No tròn luôn nha cô chú anh chị. À, cái này liền cốt cũ đế nở luôn à. Hoành 14. Cũ 19. Dạ rồi. Cao 106. Tán ngang 72. Rồi mã số 5 cây giáo nhung này 1.1.000, em bao ship toàn quốc luôn ha dạ, cô chú. 1.1.000. Cây này cô chú mình nhận cây thấy vàng nút nụ là thấy chịu không nổi nha cô chú. Rồi 1.100.000. Rồi tiếp theo là cây mã số 5. Mã số 6 chị. Số mã số 6 là cây cúc họ hương, em ghép gần 3 mùa ha cô chú anh chị. Cây này em ghép được 3 bo, 2 bo hay 3 bo thôi. Phơm tàn. 2 bo. Tàn tròn, nụ kia nụ thì vô khá là nhiều ha cô chú. Đế sẫm nơm ha.
ơi. Bò lớn con cái mình luôn á cô chú anh chị. Rồi quanh em chị hao cộng dây nhôm là cộng 13. Dạ. Tổng đế là 44. Chiều cao là 95. Tán ngang là 95 luôn cô chú ơi. Rồi cây mã số 6, cây cúc họ Hương này là 1.200.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Dạ 1.200.000. Nụ nút đồ có hết rồi cô chú anh chị, mình yên tâm gì chơi Tết luôn ha. Rồi. Mã số 7, cây cúc họ Hương phong tàn thọ ghép mai tàn ha cô chú anh chị. Cây này cũng ghép gần 3 mùa cô chú anh chị. Nụ nút thì có sẵn hết rồi ha. Về cô chú anh chị mình chỉ dưỡng về chơi Tết thôi. Tàn dày, tàn thùm lum luôn rồi cô chú anh chị. Nguyên cái thùm lum luôn. Đế luôn ha. Khách gịch luôn ha cô chú anh chị. Đế trải đều trên mặt bầu luôn nha. Hoành 12. Ghép nhiều bo luôn nha cô chú. Cao 95. Tán ngang là 95 luôn ha cô chú. Rồi cây này em xin báo giá mã số 7, cúc họ Hương là 1.100.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Dạ 1.100.000. Nụ nút là kẹo nẹo luôn nha. Rồi 1.100.000 cây già mùa nha cô chú. Mã số 8. Mã số 8 cũng là cây cúc họ Hương luôn ha cô chú anh chị. Cây này ghép được 3 bo ha. Tàn cũng tròn ẩm luôn, nằm dáng hơi siêu ha cô chú. Bo cũng lớn rồi cô chú anh chị nha. Nụ thì cô chú anh chị mình khỏi lo về nút lũ ha. Cây nào cũng vô nụ hết rồi. Rồi, cây này già mùa với cô chú anh chị. Hoành 13. Cao là 90. Tán ngang 90 luôn. Rồi cây mã số 8. Cây cúc họ Hương này em xin báo giá là 1.100.000 luôn ha. Em bao ship toàn quốc cho cô chú luôn. Cho. 1.100.000 hả cô chú anh chị? Quá trời nụ nút luôn nha. Rồi chị đỡ luôn nha. Rồi mã số 9. Mã số 9 là cây cúc họ Hương này đế nơm luôn nè cô chú anh chị. Tàn tròn ẩm luôn ha. À, cũng là hàng già mùa luôn nha cô chú anh chị. Ghép 2 bò. Tà bá luôn. Quá trời nụ luôn. Hoành 13. Cao là 100. Tán ngang 78. Rồi cây cúc họ Hương này em xin báo giá là 1.200.000 ha. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi 1.200.000 nha cô chú anh chị. Cây đó. Mã số 10. Mã số 10 là cây cúc họ Hương em ghép được 2 bo ha. Cây này em ghép 3 mùa cô chú anh chị. Lớn, vô nụ quá trời luôn ha. Tàn lớn luôn nè. Cây đế nằm dáng cũng siêu luôn ha. Hoành 17. Tổng đế 45. Dạ. Chiều cao là 99. Tán ngang là 92. Rồi cây mã số 10 này em xin báo giá là 1.300.000 ha. Em bao ship toàn quốc cho mình luôn ha cô chú anh chị. Tàn lớn lắm rồi cô chú anh chị, cây già mùa luôn ha. Em ôm một ôm luôn nè hai cô chú anh chị. Không hết luôn nha. Rồi 1.300.000 mã số 10. Mã số 11 nha cô chú anh chị. 11 là cây mai quắn ha cô chú anh chị. Cây này em ghép một mùa mấy rồi ha cô chú anh chị ơi. Cây vô nút nụ khá là nhiều. Cây này là về cho cô chú anh chị mình chơi Tết nè. Bông xum xê luôn nè. Nó ra hổm gài cũng có một số bông gió ha. Dạ quấn là khích dịch luôn cô chú anh chị. Chi cành lực luôn ha cô chú anh chị. Tai chi đồ điều ha. Mà rất là lực luôn. Như lực sĩ có tập gym á cô chú anh chị. Em đo thử cái chi cành trên này cho cô chú anh chị mình xem ha. 19 ha cô chú. Dạ. Chi cành là một chi là từ mười mấy đổ lên hết rồi đó cô chú anh chị. 14, 15 đến 19 ha. Rồi mai quấn ghép với phôi mai vàng. Cái phôi này không rồi tai chi tứ diện luôn nha cô chú anh chị. Đế luôn ha cô chú ơi. À, cái này cái phôi này nó già dữ lắm luôn nha. Nó lên xù xì hết trơn luôn cô chú anh chị. Cây này mà mình để mình nuôi thời gian lâu á nó rủ dài xuống đẹp lắm nha cô chú. Nó rủ xuống nhìn cây rất là đẹp luôn á cô chú. Dạ. Em đo chiều cao ha. Chiều cao là khoảng 1,5 m ha cô chú anh chị. Dạ, gần 1,6 m đó cô chú anh chị ơi.
1m6 ha. Rồi, tán ngang là 105. Hoành vị trí này 42. Dạ rồi, hoành được 42. Đến nơm luôn nha cô chú anh chị. Cây này đang nằm trong chậu 7 ha cô chú anh chị. Tổng bộ đế là 143. Rồi cây mai quắn này em xin mã số 11, em xin báo giá là 13 triệu. Em bao ship. Em bao ship cho cô chú anh chị luôn ha. Dạ cái này đế nơm mà cộng gửi lực lực nha cô chú anh chị. Tay cành nó nhạo luôn ha. Rồi ghép mai quắn, cây này quắn là khích kịch luôn, đang cũng có nút nụ để cho mai quắn mà kiếm cây lớn như gì cũng hơi hiếm ha cô chú anh chị. Rồi 13 triệu 500 em. Dạ 13 triệu rồi chị. Em bao ship cho cô chú anh chị. Mã số 11, một cây giỏ tươi sáng cây lớn luôn ha. Rồi mã số 12. 12 là cây cúc họ Hương Phong cao ha cô chú anh chị. Cây này dáng trực luôn quý cô chú anh chị nha. Tàn thì cũng ấm tàn nhá cô chú. Cây này hẹp bao dép giả hết trơn nên là nụ thì vô nút nụ khá là nhiều ha cô chú anh chị. Bỏ nhát lá luôn nha. Hàng chơi Tết luôn cô chú anh chị ơi, cây này ghép gần 2 năm rồi ha cô chú. Cây này mình ghép nhiều bo đều tàn rồi nha cô chú anh chị. Củ nở luôn ha, hoành 34 nè, đế nở luôn ha cô chú anh chị. 34 hoành. Đế dưới này còn khá là nhiều về cô chú anh chị, mình khai khác đế nha ha. Đây nè. Đế trải đều rất là nhiều luôn à. Cao là 1 mét, cỡ 1m7 ha cô chú anh chị. Tán ngang là 1m42. Rồi cây mã số 12, cây cúc họ Hương này 4 triệu 9 ha cô chú anh chị. Em bao ship 300 cho cô chú anh chị ha. Dạ 4 triệu 900 ngàn. Cái phôi mai vàng này xác lớn luôn nha cô chú anh chị. Ghép cúc thọ hương. Giá rất là mềm luôn cô chú anh chị ơi. Cái chọc ghép hiện tại là nó cỡ bằng điếu thuốc ăn lên nha cô chú anh chị. Có cái cỡ bằng tay út luôn nha. Dạ rồi mình đổi cây luôn nha. Dạ mã số 13 nha cô là chú. Cây cúc họ Hương phong cao dáng trực ha cô chú anh chị. Dạ cây này đế thì sẫm. Cô chú mình thích phong cao mình chọn cây này luôn cô chú anh chị. Nụ thì em bao nụ cho cô chú anh chị, mình chơi Tết luôn nè, dữ lắm, búp nụ luôn ha. Nó ra một số bông gió, bông rất là bự luôn á cô chú. Nụ là mỗi nách lá luôn nha cô chú anh chị. Cây này Tết chơi bông là rất là yên. Cành thì nó cũng đều hết trơn luôn ha cô chú anh chị. Chi cành ghép cũng đều hết ha. Đế thì có đế luôn. Hoành 32. Dạ 32. Đế thì về cô chú anh chị mình khai khác đế chứ thêm ha. Tổng bộ đế là 100. Chúng ta bao lại cái đo lộn chiều rồi. Tổng đế là 95. Dạ 95 nha cô chú anh chị. Cao 1m7. Tán ngang là 88. Rồi cây cúc họ Hương mã số 13 này em báo giá là 2 triệu 9 ha. Dạ, em cũng bao ship 300 cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi 2 triệu 9 nha cô chú anh chị. Cây này được dữ lắm, nút nụ luôn á cô chú mình. Hôm nay bán giá xả luôn cô chú anh chị. Dạ. Còn mấy cây à. Rồi 2 triệu 9 một cây cúc họ Hương ghép dưới phôi mai vàng phong cao nha. Quá trời nụ luôn. Rồi mã số 14. 14 là cây cúc họ Hương đế nơm luôn rồi cô chú anh chị. Cây này nụ ha, còn hơn cây hồi nãy nữa. Dữ lắm cái vàng nụ luôn cô chú ơi. Khích dịch luôn ha. Mỗi mắt lá là mỗi búp nụ luôn á. Cây này là em bao cho cô chú anh chị mình chơi Tết luôn nè. Chơi Tết là không thấy nhánh đâu luôn nha. Không thấy nhánh thấy bông, nó hoành là 27. Cao sổm nơm là 20. Dạ. Cao, chiều cao của cây là cỡ 1m6 ha cô chú. Tán ngang là 96. Nhánh nào cũng có nụ nút kẹo hết trơn nha cô chú anh chị. Cái bo ghép thì cũng tầm khoảng điếu thuốc ăn lên ha. Rồi cây mã số 14 này cúc họ Hương xin giao lưu là 2 triệu 600 ngàn ha. Bao ship cho cô chú anh chị luôn. Rồi 2 triệu 600 ngàn.
Rồi mã số 15. 15 là cây cúc họ Hương, cây này đế trải đều 24 giờ luôn ha cô chú anh chị. Cũng là phôi mang dáng cực luôn cô chú ha. Đế đều mà rễ nó bấu xuống với cô chú. Chi cành thì nó cũng đều luôn cô chú anh chị ơi. Cây này ghép khoảng mười mấy bo á ha. Này em ghép gần hai mùa ha cô chú anh chị. Tàn đều luôn nha cô chú anh chị ha. Quá trời mất ngủ luôn à. Quỳnh 27. Rồi. Bộ đế này nó nằm gần bích cái chậu sáo luôn á ha cô chú. Tổng đế là 130. Chiều cao là 1m4. Tán ngang là 109. Rồi mã số 15 em xin báo giá là 3,1 triệu ha. Em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Dạ cây này cũng là cây cuối clip của em rồi. À, mong cô chú anh chị xem hết clip ủng hộ em. Số điện thoại của em là 0939099607 ạ. Đó cũng là số Zalo của em luôn ha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau. Dạ cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip luôn ạ. À, em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.